Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 5. Hôm nay chúng ta tiếp tục với sách vở luyện từ và câu, vở luyện từ và mẫu câu tiếng Anh lớp 5 theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của tác giả Nguyễn Song Hùng. Đây là một cái quyển học kèm với sách trên trường rất là hay, dành cho các bạn học sinh lớp 5 muốn học sâu và nâng cao hơn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 4. Bài số 4 của chúng ta, Unit 4, Did you go to the party? Cái câu này dịch như sau: bạn đã đi tới bữa tiệc phải không? Bạn đã đi tới bữa tiệc phải không? Bạn đã đi tới bữa tiệc phải không? Và trong bài này chúng ta sẽ còn những cái từ vựng cần phải học, đó là a sports festival. Các bạn nhớ cái từ festival là từ lễ hội, và khi chúng ta thêm cái từ thể thao vào, sports là thể thao, thì nó sẽ thành lễ hội thể thao, hay còn gọi là hội thao đó. Festival, a sports festival, hội thao. A teddy bear, gấu thổi bông. A teddy bear, còn gọi của teddy đó. A teddy bear. Chat, trò chuyện tán gẫu. Complete, hoàn thành. End, kết thúc. Nó bằng cái từ finish, kết thúc. Enjoy, nhấn âm hai. Enjoy. Complete cũng là nhấn âm 2, đọc nhẹ mạnh cái âm 2 hơn. Complete, enjoy. Fun, niềm vui. Enjoy là thưởng thức, tận hưởng nha, thưởng thức, tận hưởng. End, finish là kết thúc. Complete, hoàn thành. Fun, niềm vui. Fun fair, nhấn âm đầu. Fun fair, hội chợ vui chơi. Invite, nhấn âm 2. Invite, đây là động từ mời. Invite. Choi, tham gia, tham dự. Choi. Present, món quà. Repeat, lặp lại. Repeat. Stay at home. Ợt, cái này đọc là ợt nè. Stay at home. Là ở nhà. Take part in, tham gia. Think, suy nghĩ. Visit là thăm hỏi, thăm viếng. Rồi chúng ta đọc lại một lần. A sports festival, a teddy bear, chat, complete, end, enjoyed, fun fair, invite, joy, present, repeat, stay at home, take part in, think, visit. Rồi phần thực hành, hoàn thành những từ sau, có nghĩa là viết động từ, viết dạng quá khứ của các động từ sau, động từ dưới đây là động từ này. Sing là hát nha. Khi mà chuyến ta chuyển về thì quá khứ nó sẽ là thêm cái từ đã vào. Đã hát, sing chuyển thành sang. Think thì chuyển thành thought, đã nghĩ. Cái từ này là nghĩ này. Rồi buy là mua. Và cái từ quá khứ của chúng ta là boat. Eat là ăn. Quá khứ của nó là ate. Check giống như chụp hình á. Check photo. Quá khứ là took. Give là mang cho, vậy thì quá khứ là gave. Ok. Số mạch dưới chúng ta sẽ nối những cái từ với cụm từ, từ cột A sang cột B tạo thành cụm từ. Play the piano là chơi đàn piano. Giờ chúng ta có này, ăn bánh là kẹo, câu F. Invite mời cái gì? Mời bạn bè. Have là có thời gian vui vẻ. Have a good time. Drink là uống nước táo ép.
nhảy múa vui vẻ, sing and dance happily, sing and dance happily. Xuống bài dưới nhìn vào viết, cái này là enjoy the birthday party, enjoy the birthday party. Câu này là gì? Play the guitar, sing and dance. Rồi cái này là lặp lại, repeat. Cái này là chat, nói chuyện tán gẫu với bạn bè, friend. Rồi cái này là visit, đi thăm, hội chợ sách, book fair. Bên trên có nè, book fair, đi thăm hội chợ sách. Xuống bài dưới, hoàn thành với một từ. Tôi thường ở nhà vào ngày cuối tuần, stay at home, at the day. Cô ấy không có check back in tham gia. Cô ấy đã không tham gia lễ hội thể thao vào tháng trước. Câu số 3, did you enjoy my birthday party last Sunday? Bạn có tham gia vào tiệc sinh nhật của Nam vào chủ nhật tuần trước hay không? Nói chuyện với bạn sẽ là with. He chatted with his close friend until midnight. Anh ấy đã nói chuyện với bạn thân cho tới nửa đêm. Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui vào mùa hè năm ngoái. Ở đây sẽ là có là đây là quá khứ rồi, phải là had. We had a lot of fun last summer holiday. Ở đây chúng ta nói về một hành động quá khứ, chúng ta không có xài have, không có xài has, mà chúng ta sẽ chuyển thành cái từ gì, từ had. Câu số 6, chúng tôi thưởng thức đồ ăn và nước uống. Ở đây sẽ là drink, nước uống, đồ ăn, đồ uống ở bữa tiệc. Rồi xuống bài dưới, cấu trúc các bạn cần phải học trong bài số 4 có hai mẫu câu, đó là ở lesson 1 thì các bạn học cái mẫu câu did you, ví dụ did you go to the party, bạn đã đi tới bữa tiệc phải không, và câu trả lời là yes I did, no I didn't. Câu này có nghĩa là hỏi và trả lời về một việc gì đó một người có làm hay không trong quá khứ nha, trong quá khứ. Rồi, lesson 2. Các bạn học what did you do at the ví dụ at the party, bạn đã làm gì ở bữa tiệc, hay book fair hay là gì đó. Ví dụ tôi đã ăn quá khứ nhá. Tôi đã ăn đồ ăn ngon good, food. Rồi. Đó là hỏi và trả lời về một việc gì đó mà một người đã làm trong quá khứ. Chúng ta xuống phần thực hành. Look and complete, nhìn và hoàn thành. What did they do at the party? Họ đã làm gì trong bữa tiệc? Chị này chị đang hát. Và các bạn nhớ đây là ở quá khứ hết. Quá khứ hết. Cho nên xài động từ quá khứ. Động từ quá khứ. Xài động từ dạng quá khứ. Rồi, chúng tôi đã ăn gì? Bánh đúng không? Bánh là cake. Một cái bánh thì tôi cũng không cần sợ. Nhiều cái bánh phải có sợ. Chúng tôi uống rất nhiều nước ép, juice, a lot of juice. Yeah. Hoặc là drink. Rồi, tôi đã mang cho cô ta một món quà. Ở đây sẽ là present, món quà. Bạn này là chơi đàn guitar. Hai bạn này đang nhảy múa, vậy là dance là ed bởi vì quá khứ, happily. Rồi chúng ta xuống bài dưới, đặt câu hỏi cho phần gạch chân. What did you drink this morning? Bạn đã uống gì cho bữa sáng? Tôi đã uống sữa vào sáng nay. Rồi để làm được bài này, chúng ta phải coi câu bên dưới nó nói cái gì. Vâng, tôi đã hoàn thành bài tập về nhà trước khi lên lớp. Cái này là bạn có hoàn thành bài tập về nhà hay không? Mà câu của chúng ta sẽ là did đầu câu, bởi vì trong câu trả lời là yes I did nè. Did you complete your homework before class? Câu 3. Vâng, tôi đã ở bữa tiệc vào tối hôm qua, tức là ngày hôm qua bạn, tối hôm qua bạn có ở bữa tiệc không? Và chúng ta sẽ viết là what you at the party
last night chấm hỏi. Câu số 4, bữa tiệc kết thúc vào lúc 10 giờ tối ngày hôm qua. Bây giờ mấy giờ nó kết thúc? What time did the party end? Yesterday. Rồi, tôi đã chơi đàn guitar ở bữa tiệc. Vậy là làm gì? What did you do at the party? Câu số 6, chúng tôi đã đi thăm ông bà vào tuần trước. Vậy là làm cái gì? What did who did you visit? Bạn đã đi thăm ai? Who did you visit last week? Bạn đã đi thăm ai? Xuống bài dưới của chúng ta hãy viết câu đầy đủ cho câu hỏi. What did you do yesterday? Bạn đã làm gì ngày hôm qua? I go to the zoo này, nhưng mà không phải go bởi vì đang nói về ngày hôm qua, yesterday, cho nên go chuyển thành when. I went to the zoo with my father. Tương tự câu dưới, chúng ta sẽ viết là I play, phải thêm ed vào bởi vì quá khứ. Play gì? Football, played football in the school, yeah, trong sân trường. Rồi, câu tiếp theo, tôi đi câu cá. I went fishing by the river, ở bên bờ sông, by the river. Câu tiếp theo, tôi đạp xe ở công viên. I đạp xe, các bạn không xài drive mà xài r-o-g-e quá khứ nha. My bike, đạp xe của tôi. In the park, trong công viên. Câu số 5, tôi lướt web. I surf the internet. Câu tiếp theo, tôi chụp hình. I took a lot, không có a lot, không có cái sờ này, lot of photo, chụp rất nhiều hình. Số bài dưới sửa lỗi bị sai là hết bài số 4. Where was you yesterday? Bây giờ các bạn nhớ này, we, you, they và những từ ngữ số nhiều các bạn sẽ đi với động từ to be là were quá khứ. I, he, she, it và những cái danh từ số ít sẽ đi với cái từ was ở quá khứ. Vậy ở đây người ta sẽ chuyển cái từ was này thành were bởi vì chủ ngữ ở đây là you. Câu số 2, cô ấy took back on là sai. Các bạn đã học rồi trong cái phần từ vựng rồi, phải là took back in mới đúng, tham gia. Câu số 3, chúng tôi mua hai quyển truyện tranh vào ngày hôm qua. Đây là quá khứ mà người ta lại xài why là sai, chúng ta phải chuyển về động từ quá khứ là bought. Rồi câu số 4, bạn do you go to the gym after class last Friday? Các bạn thấy không, đang nói về thì quá khứ này, last Friday là thứ 6 tuần trước mà xảy ra rồi, mà người ta xài do là sai, chúng ta không thể xài do được, chúng ta phải xài did you go to the gym after class last Friday. Câu số 5, did you talk, đã có did ở đây rồi, các bạn nhớ này, nhớ một cái câu này, thần chú đã xài did ở đây rồi. Thì sao? Thầy, cái động từ đây phải là nguyên mẫu, không phải ở dạng quá khứ nữa, mà chúng ta sẽ đưa về thành think. Và câu này dịch như sau: did you think the party was great? Bạn có nghĩ rằng bữa tiệc tuyệt vời không? Câu số 6, I didn't when, lại là cái kiểu đó nữa, didn't, đằng sau chờ động từ, did được gọi là chờ động từ nhé, didn't là chờ động từ thêm not thôi, chúng ta xài động từ nguyên mẫu, không có xài động từ ở quá khứ nữa, chúng ta phải chuyển when thành go. I didn't go shopping with my mom yesterday. Câu này có nghĩa là tôi đã không đi mua sắm với mẹ và tôi vào ngày hôm qua. Rồi bài số 4 của chúng ta đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài số 5. Hiện nay tình hình dịch bệnh rất là nghiêm trọng. Các bạn hãy ở nhà và đừng có quên học bài đầy đủ nha. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học, trong cái tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay. Goodbye, see you again.